chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Daco xin giới thiệu với các bạn bộ dung dịch các loại sản phẩm để chăm sóc xe. Thì ban đầu thì chúng tôi cũng giới thiệu qua về cái sản phẩm về bên rửa xe trước. Thì trước mặt tôi đây thì nó là cái sản phẩm, bộ sản phẩm để phục vụ cho rửa xe. Thì ở đây thì công ty chúng tôi đang phân phối sản phẩm chính là hàng của Ventec. Thì hàng Ventec thì như cái bọn chúng tôi phân phối thì có cái sản phẩm không chạm và có chạm. Đây là sản phẩm có chạm. Còn hai cái sản phẩm này là sản phẩm không chạm. Đấy thì cái sản phẩm không chạm này của chúng tôi thì chúng tôi đóng thể tích can là 1 lít, 5 lít và 20 lít. Đấy, sản phẩm không chạm này thì chúng tôi đang có 4 phẩm cấp khác nhau là VET 60, VET 65, VET 70 và VET 75. Đấy. VET 60 thì đặc thù của cái VET 60 này thì các bạn chuyên dùng để rửa vỏ là chính. Vỏ cái lớp vết bẩn đất cát thông thường. Thì cái VET 60 này thì các bạn pha với tỷ lệ là 1:40. Đấy. Còn cái VET 75 này. VET 75 này thì các bạn rửa vỏ, rửa đất cát thông thường, rửa đất đồi và rửa bề mặt vỏ có tinh dầu. Đấy là cái đặc thù VET 75 là nó tẩy được cả bề mặt vỏ có tinh dầu. Cái tỷ lệ pha của cái VET 75 này thì chúng tôi đang để tỷ lệ pha phân dùng là 1 lít này với 80 lít nước. Thì ở đây thì chúng tôi đang có trước mặt tôi đây là tôi đang giới thiệu có hai sản phẩm là VET 60 và VET 75 thôi. Còn trong khoảng giữa đó thì nó có VET 65 và VET 70 nữa. Đấy, khác nhau về tỷ lệ pha thôi. Và các chức năng của nó thôi, còn nó phần chính là nó vẫn là tác dụng của nó là rửa xe không chạm. Ngoài cái rửa xe không chạm này, khi các bạn rửa xe thì với người rửa xe kỹ, rửa xe sâu thì nó có sản phẩm là rửa xe có chạm. Đây là rửa xe bọt tuyết thông thường, rửa xe có chạm siêu bóng. Thì khi các bạn rửa sạch đất thì các bạn sẽ dùng cái này pha bọt, thì các bạn chỉ lên xong các bạn dùng rẻ lau cho sạch bề mặt. Đấy thì chính là cái dùng cái rửa xe có chạm này. Thì rửa xe có chạm này thì tôi đang trước mặt tôi thì tôi giới thiệu cho các bạn là can dung tích can của chúng tôi là 10 lít. Đấy, tỷ lệ pha là 1:70. Thì chúng tôi có dung tích can 5 lít và dung tích can 10 lít. Tỷ lệ pha nó như nhau. Đấy là cái VET có chạm. Đây là cái sản phẩm rửa xe. Thì trong quá trình xe vào thì các bạn dùng sản phẩm này cũng nên đọc theo hướng dẫn sử dụng ở trên bình, trên cam. Đấy. Sau khi các bạn rửa xe xong thì đến công đoạn là các bạn đưa xe vào lau khô và lau nội thất. Thì trong đó có cái phần gọi là phục vụ cũng là body, cũng là về vỏ xe thì nó là cái dung dịch bóng lốp. Đây là cái sản phẩm dung dịch bóng lốp của Ventec. Thì khi các bạn xe rửa xong vào thì các bạn sẽ làm khô lốp và các bạn dương cái bóng lốp này lên nhằm đảm bảo cho bề mặt lốp được tươi sáng và cho đỡ bám bụi bẩn sau khi các bạn được rước cái dung dịch bóng lốp này lên. Đấy, dung dịch bóng lốp của chúng tôi thì theo nhà máy thì người ta không khuyên dùng là không pha, nhưng mà theo trải nghiệm của tôi thì dung dịch bóng lốp Ventec này các bạn có thể pha được tỷ lệ 1:3 vẫn đảm bảo độ bóng. Đấy là dung dịch bóng lốp. Còn về cái sản phẩm thứ ba nữa là sản phẩm làm bóng bề mặt sơn. Đây là bóng bề mặt sơn này. Sau khi các bạn lau rửa xe xong phụt hết bọt, trôi hết bọt đi, xong bắt đầu các bạn dùng cái bóng bề mặt sơn này, các bạn rước lên, các bạn phụt lên như phụt bọt bình thường, sau đó các bạn dùng máy rửa xe xả nước đi thì làm cho cái nước này nó sẽ bám đều trên bề mặt vỏ xe.
Cái này thì nhằm tác dụng là nhất là làm cho bề mặt sơn của xe được bóng lên. Thứ hai là trong quá trình các bạn đi mưa thì cái nước mưa nó rơi vào xe thì nó sẽ trôi đi luôn. Thế là người ta trên thị trường người ta gọi là hiệu ứng lá sen. Đấy là tác dụng của cái bề mặt bóng bề mặt sơn là như vậy. Tránh cả bám bụi, bám nước. Làm cho bề mặt xe sau khi rửa xong là nó cũng rất là lâu bẩn. Đấy là cái thứ hai, cái thứ ba là ở về ngoài xe. Còn sang cái sản phẩm bộ chăm sóc xe ở bên trong xe. Đây thì trước mặt tôi đây thì nó là các cái sản phẩm chăm sóc ở bên trong xe. Thì đầu tiên thì tôi giới thiệu qua là cái sản phẩm tẩy nội thất. Đây là tẩy nội thất. Thì khi các bạn xe xong rồi thì các bạn dùng cái sản phẩm này các bạn pha lên, ví dụ đánh ghế da, ghế lỉ, ghế táp lô, nếu mà bẩn thì các bạn dùng sản phẩm tẩy nội thất này. Nó có tác dụng là tẩy sạch trên bề mặt da, nhựa và lỉ. Đây là tẩy nội thất. Sau khi các bạn tẩy nội thất xong thì các bạn sẽ dùng dưỡng bóng nội thất. Dưỡng bóng nội thất. Đây là những cái này là các bạn dưỡng bóng nội thất của Ventech. Các cái này thì các bạn dùng cho những cái khâu dọn nội thất chuyên sâu thì là hợp lý hơn. Tại vì là rửa xe thông thường thì dùng cái này cũng tốt, nhưng mà nó các bạn phải dùng phân khúc cao cấp. Đây là hai cái phụ của nội thất. Còn cái tiếp theo là cái sản phẩm đây, trong nội thất thì có sản phẩm khử mùi. Đây là cái sản phẩm khử mùi của Solar. Đấy, các bạn cũng có thể dùng cái này làm sạch và khử mùi. Dùng cái sản phẩm này để làm sạch không khí trong nội thất và sạch không gian trong nội thất, sạch cả bề mặt. Cái thứ tư ở trong nội thất nữa là cái tạo mùi thơm. Tạo mùi thơm thì cái sản phẩm này của chúng tôi thì là chúng tôi sau khi các bạn dọn xong một con xe, dọn xong một nội thất một con xe thì các bạn có thể xịt một hai cái vào trong khoang cabin để tạo cái mùi thơm. Mùi thơm này thì nó có rất đa dạng mùi, các bạn có thể lựa chọn mùi cà phê, mùi hoa hồng, mùi quế, mùi xả chanh, rất nhiều. Đấy. Đây là cái vật phụ của nội thất. Còn nó cái nữa là cái sản phẩm dung dịch khử mùi dùng cho máy khử mùi ấy. Đây là cái dung dịch này, sau khi dọn nội thất khâu cuối cùng thì các bạn sẽ dùng đến dung dịch này kết hợp với máy khử mùi và khử mùi diệt khuẩn ở trong cái khoang cabin. Nó sẽ dung dịch này sẽ được đổ vào một cái máy khử mùi, xong nó được sấy dung dịch lên, nó phun ra một cái luồng khói. Trong quá trình mình khử mùi thì mình bật điều hòa xe lên thì nó sẽ làm cho cái luồng khói đó lưu thông trong khoang điều hòa và trong tất cả xe để khử mùi diệt khuẩn trong tất cả các ngóc ngách. Đấy là phần nội thất. Còn ngoài ra như có một số cái như là phụ lượng thì đó là nước lau kính. Đây là nước lau kính. Chúng tôi phân biệt cho các bạn là nước lau kính và nước đổ bình gạt mưa. Đây là nước, cái can này là can 3.2 lít. Đây là nước đổ bình gạt mưa can 3.2 lít. Đấy, các bạn đổ vào bình gạt mưa để trong quá trình đi mưa thì dùng cái nước này thì nó đỡ hại gạt mưa và làm cho cái nước này nó có cái la lô thì nó sẽ làm cho bề mặt kính lái của mình nó được sáng bóng và không bị bám dính bụi nước. Đấy, nước đổ bình gạt mưa. Còn cái nước thứ hai tiếp theo là tôi giới thiệu là cái nước lau kính. Sau khi các bạn sửa xe thì lau kính thì các bạn dùng cái nước này, các bạn xịt lên, các bạn lau kính vừa nhanh khô và rất sạch và không để lại vết. Đó là cái sản phẩm đặc thù mà sản phẩm Ventech của chúng tôi là nên video ưu tiên về cái chất lượng là chính. Còn về phần ngoài nữa thì có hai cái là cái nước tẩy rỉ và tẩy lát răng. Đây chính là cái sản phẩm
Ventec tẩy la răng và tẩy, người ta gọi là tẩy mâm xe đấy, và làm tẩy rỉ đa lăng thì cái này thì tẩy rất hiệu quả. Chỉ trong vòng 1 phút 2 phút là các bạn đã xong một cái mâm xe rồi. Đây là nước tẩy đa lăng dùng cho trên la răng của xe. Còn tiếp theo nữa là cái dung dịch rửa khoang máy. Đây là dung dịch rửa khoang máy thì của tôi đang để đóng can là 1 lít, thì các bạn này, cái này pha với tỷ lệ là 1:15 đến 1:17 thì các bạn dùng cái này rửa khoang máy cũng chạm và rất nhanh và rất hiệu quả. Đấy là cái bộ toàn bộ sản phẩm chăm sóc xe Ventec của chúng tôi. Thì các bạn mà quan tâm thì sẽ liên hệ theo chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới video, hoặc liên hệ trên trang web tayco.vn. Trên ba miền chúng tôi đều phân phối các sản phẩm với nhau. Thì mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ, hoặc mọi câu hỏi các bạn liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn cách hiệu quả nhất để các bạn làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.